Hello, xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay thì tôi xin muốn gọi là chia sẻ với các bạn về dầu thắng xe hơi. Những cái xe cũ ngày xưa đó thì tôi không có, bây giờ tôi nghe nói là phải thay dầu thắng hay là phải đổi dầu thắng. Nhưng mà những cái xe mới sau này bây giờ đó thì sách nó nói là phải thay dầu thắng mỗi 100.000 mao. Mà mỗi lần thay dầu thắng thì phải đem ra ngoài cho người ta làm, để người ta đổi cái xe lên đó, rồi người ta tháo bốn cái bánh xe ra để người ta gọi là người ta xả cái dầu thắng, nó mất thì giờ quá. Tôi thì tôi học về điện cho nên tôi cũng biết tương đối về dầu thắng. Thì trước nhất á, nếu mà nói về dầu thắng á, thì các bạn phải coi cái màu của nó. Nếu mà cái màu của nó mà các bạn thấy mà nó mất cái màu trắng rồi đó thì là các bạn phải thay nó thôi. Thì cái cách tôi làm thì đây là các bạn thấy không, tôi chế là cái thu, chế là cái ống hút, cái này cái ống này nè. Rồi tôi sẽ thò vô đây, tôi hút nó ra, mà tôi hút tới hơn một nửa thôi, đừng có hút quá. Tại bạn hút quá thì cái không khí nó sẽ vô trong cái hệ thống thắng xe thì thắng nó sẽ không tốt. Đó. Và đó, bạn hút ra một nửa thì bạn sẽ mua dầu thắng mới bạn đổ vô. Và ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đo để mà biết là cái dầu thắng nó có bị ô nhiễm hay không, hay là có bị nước nhiều hay không. Thì theo như là đó, tôi biết đó, thì đó, muốn đo cái này thì bạn phải có cái đồng hồ điện. Cái đồng hồ điện thì bạn cứ để là khoảng 300 mV, mà bạn phải xài cái đồng hồ tốt chứ cái đồng hồ mà rẻ mà mua 5-10 đồng không đo được đâu. Thì đó, cái negative thì bạn đi xuống dưới ground hoặc đi xuống dưới cọc trừ, còn cái cộng á thì bạn cắm vô trong cái dự trữ của dầu thắng đó. Và nếu mà nó dưới 0.3 đó, tức là nó khoảng dưới 300 mV đó, thì cái độ ô nhiễm của nó ok. Còn nếu mà nó trên 300 mV, mà nó tới 400 mV rồi đó, hay là tới 0.4 rồi đó, thì bạn phải thay. Thì nếu mà bạn muốn thay thì á, cái dễ dàng nhất là cái cách thay của tôi. Ở nhà mình tự làm, mình có thể mình làm 2-3 lần. Giống như tôi vừa mới hút khoảng chừng một nửa của nó, và tôi đổ cái dầu thắng mới và tôi thấy nó trong. Đó. Thì tôi cũng chế cái đồ hút như vậy, tôi hút nè. Đó. Tôi hút mà chừng nào nó còn một nửa thôi thì bạn sẽ thấy nó có cái mức là minimum với maximum đó. Ok, tôi giới thiệu với bạn cái thu này xong rồi, bây giờ để tôi cho bạn thấy là cái màu của cái dầu thắng khi mà tôi hút ra nha. Thì đó, tôi có tất cả là 4 cái xe thì á, cái xe này thì là cái xe mới vừa mới mua cho nên không có cần làm gì hết. Đó, xe này nó là Toyota Corolla Cross. Tôi mua, tôi đậu trong gara, tôi để xe cua thôi. Ok, xin lỗi các bạn, cho nên tôi không có chạy. Tôi chạy là thường thường là tôi chạy cái xe này, hoặc là tôi chạy cái xe van. Đó. Thì đó, các bạn thấy tôi đo đó, nó lên tối đa là 2.8 là nó đứng rồi. Vậy là cái này ok rồi. Rồi cái dầu thắng mà tôi hút ra đó, của cái xe này đó, đây là cái màu của nó này, các bạn coi nè. Thì nó tương đối nó cũng còn sạch sẽ nha. Nó đổi thành cái màu vàng, nhưng mà nó còn tương đối, nó còn sạch sẽ. Chiếc này thì nó chạy gần 200.000 mao rồi. Tôi thì xe cũ tôi chạy, nhưng mà tôi không có muốn bán, tôi muốn giữ. Đó, nhiều khi xe mình chạy mình mua từ hồi trong dealer, trong hãng xe ra đó, thì cái xe mình chạy mình giữ kỹ nó tốt lắm đó. Đây là cái dầu thắng là của cái xe Toyota Corolla đó, tôi quay cho các bạn coi. Đây là cái màu của nó nè, nghe không? Đó, nhiều khi mình nhìn cái màu của nó mình cũng được rồi, biết là phải thay rồi. Thì cái màu của nó ngày hôm qua nó như vậy, nhưng mà khi mà tôi hút một nửa rồi tôi đổ dầu thắng mới thì thấy bữa nay nó trắng lắm. Đó. Đó.
Còn đây là cái xe Lexus 2015. Thì trời nắng cho nên tôi phải chạy lên bãi cỏ tôi đậu. Chiếc này thì tôi ít chạy lắm, một tuần chạy cỡ một lần đó. Thì đó, ngày hôm qua thì cái dạo thắng nó đen thui à, nhưng mà nó tôi hút một nửa rồi tôi bơm dạo thắng mới vô, thì bữa nay thấy nó trong. Thì cái màu của nó là, đây là màu của cái xe Lexus nè. Chiếc này thì mới chạy có 85.000 mao thôi mà nó cũng vàng rồi. Thì cái Lexus này đó thì hãng Toyota đó họ có yêu cầu là 100.000 mao phải thay dầu thắng. Nhưng mà tôi đo thì thấy cái dầu thắng nó còn tốt lắm, dầu thắng nó vẫn dưới 0.300 mV. Nhưng mà mình cứ thay đi thì tôi cũng xài cái đồ nghề của tôi hút ra một nửa thôi. Rồi tôi đổ dầu vô thì bữa nay thấy nó trắng rồi. Thì có thể khoảng 3 tháng, 4 tháng nữa thì tôi lại hút ra một nửa rồi tôi làm tiếp như vậy. Thì tôi không cần phải đem xe ra tiệm, không cần phải đổi xe lên rồi tháo bánh xe ra rồi xả dầu mất thì giờ. Đó, thì các bạn thấy đó, đây là cái màu của nó nè. Đó. Cái màu của nó tương đối cũng còn tốt, giống như cái xe Corolla đó, Toyota Corolla. Đó. Đó, thì thường thường mình coi cái màu của nó. Đó. Đó. Ok. Đây. Còn cái này thì nó đen quá rồi. Cái này là cái xe Toyota Venn Sienna. Cái xe này là cái xe là tôi yêu nó nhất này nè. Hầu như là một tuần tôi chạy chiếc này 5 ngày. Cuối tuần thì tôi không chạy. Cuối tuần thì tôi chạy xe Lexus, hoặc là tôi chạy cái xe mới Toyota Corolla Cross. Thì các bạn thấy đó, cái này là nó gần 200.000 mao rồi. Đo đồng hồ thì nó cũng còn khoảng dưới 300 mV, tức là đó, cái độ mà ô nhiễm của nó đó nó cũng ít. Nhưng mà nó